Đây, đây các bạn thấy đây là Sắc Hội Xương Ngộ Phú Mỹ Hưng nha các bạn, 2021 nha. Đây các bạn xem á. Đây khu vực quán cà phê nè các bạn. Đây cái cổng vào nè, các bạn thấy này không? Có hàng trâu luôn nha các bạn, trâu vàng á. Đây vô bên trong nè, bên trái các bạn thấy là những chú hề đang thổi gọi là bơm bong bóng tặng thiếu nhi các bạn. Đi qua mé bên trái nè, đây là xuân nè, hồi xuân ở đây. Bên này là bông hướng dương hả các bạn. Mày em là mày nó xinh quá, xinh nha, xinh quá. Ta là xinh nha. Để đến đi, người ta đóng cửa ta về. Trời dính bé rồi. Không vậy nè. Nè. Ở vô kia ăn. Nó ăn gà cho bác. Chung đây là nó xung quanh nó rào hết ha các bạn, chung mình cũng không được đi vô sâu bên trong, chỉ chung là chỉ đứng ở bên ngoài nhìn thôi. Khu kia nó làm cái nhà giống như cái nhà gỗ xưa đó các bạn thấy không. Máy bên tay trái là của khu vực này, là khu vực xung quanh của Phú Mỹ Hưng đấy các bạn. Cái đường này là cái đường dọc bờ kênh, của cái cầu Ánh Sao á. Các bạn thấy ở đằng kia không? Cầu Ánh Sao á. Đây các bạn thấy nó khung cảnh chợ Bánh Thật các bạn. Nó làm y chang luôn. Nhìn dọc đường đây người ta bán cũng đồ nhiều nè, bán đồ chơi cho em á. Này thấy không? Hình như là tới cái đoạn này hết rồi phải không? Đây có bảo vệ nha các bạn, tức là người ta không có cho vào. Đây là khung cảnh nè các bạn. Đây, đây các bạn thấy bánh chưng nè các bạn. Bánh chưng, bánh tét. Làm hay không? Chụp lên đây, đứng lên đây để chụp này. Bao đứng cho đây mới chụp cái đầu không? Rồi cái trống ha các bạn. Rất là nhiều trống luôn, cái trống này trống lễ hội á. Cái kiểu trống lễ hội ha. Đây các bạn thấy xung quanh không? Nó còn đẹp đó các bạn. Làm những cái xung kia nó làm những cái tấm liệp. Đây nó làm theo cái kiểu gì ta? Những cái dây nó ghi là chúc mừng năm mới các bạn. Chúc mừng năm mới nó nhiều, rất là nhiều dây kiểu cách đây ha. Nhìn xa xa nó là cầu Ánh Sao á, thấy không? Cầu Ánh Sao, đây nó rất nhiều đèn ha các bạn. Này biểu tượng hình chợ gì ta? Trời bắt đầu tối hả các bạn. Đây làm cái kiểu nhà. Ôi các bạn thấy kênh hay không? Vui lòng nhớ like, subscribe và chia sẻ cho người trong kênh cùng biết nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Thôi nè, mình kết thúc video, mình về mình làm cái video, mình đăng lên cái video luôn cho các bạn xem.